ông ra câu của đéo gì ấy, phải nhắc giật với chép sòi, chép sòi, chép sòi. Cho vào đây, cho vào đây. Thì phải nhắc giật mới giật. Hai phát rồi đấy. Cứ đầm thối ra mất hình giật gì. Lên kè đi, lên kè đi. Không phải ông táo, chép vàng mà. Chép đôi đỏ mà. Chép trắng đôi đỏ. Quần chơi vào luôn, lên hẳn kè luôn. Con này to đấy anh. Mẹ mày chụp em bé. Con này phải 9 cân. 10 triệu, con này phải 9 cân. Lồn. 9 cân, vào chép 9 cân. Lại chim đừng nói bậy, không nó giảm. Lên đi. Anh bắt đây mượn, mượn, mượn đi, cậu mượn. Con này cần gì vơ. Chéo hẳn lên vơ đi. Con này nó ăn con ốc to mẹ như con này luôn. Điền. Không, em chạy. Con này không quá 3 cân. Không quá 3 cân đúng không ạ? Chơi gì không? Chơi. Nào, để cho nhìn thấy cá nào. 1 lít, 5 lít. 5 lít nhá. Rồi. Này, anh chung một Giang nhá. Chơi không? Chơi Giang thua luôn. Không, con này đi về nấu canh. Okay. Vợ đang bầu à? Chốt. Anh xem cho phải vớt cầm. Giang cô Giang cổ thật hôm nay bảo là không câu chấm đen mà đi câu chép. Idol Giang Nam Định. Ơi sang đây còn được giật. Giang bên kia được giật đâu. Con này to đấy. Giang thôi cứ Giang cổ thật. Phải 3 cân đấy, 3 cân đấy. Ôi, ôi, con này trên 3 cân nào, là 5 lít. Đâu rồi? 5 lít. Ngủ múp này mà. Bớt cá được chưa? Được. Con này to, con con này trông như kiểu con cá vàng sư tử. Con này ngắn. Trên 3, trên 3. Nó ăn con ốc to vãi. Mồm to. Thế mà không ăn được. Mẹ ăn cá chứ kinh người. Người kinh. Kinh nhờ con cá này thôi. À mang cái gì về nhốt. Con cá này thôi thả đi em ơi, đéo gì cá thả này. Thả gì, đéo ăn gì đó. Khuyết tật đấy. Con này đang bầu. Đang bầu, thôi thả đi em ạ. Thôi thả đi em ạ. Vợ mày đang bầu mày thả đi. Ờ thả đi. Đang bầu thả đi. Nghe anh. Học sinh. Để học sinh. Để anh cầm cái lưới sang em thả cái lưới cho anh. Em học sinh nó đi thôi. Học sinh rồi. Học sinh rồi. Học sinh rồi. Đang bầu, đang bầu. Anh đi kiếm cái lưới xong được thả mà. Học sinh. Học sinh còn trả. Đang chửa, đang chửa đúng không? Thả vợ, thả vợ là ngay đang chửa. Đi luôn. Sao con cá chết ra mà đây. Con rửa tay con cá mè luôn. Chuyện này có gì à? Idol Giang làm con chép hơn 3 cân thả luôn, vợ đang chửa. Câu lên chép chửa thả luôn. Nó bậy gần, nó bậy gần.